Kính thưa quý vị khán thính giả, trong cái mùa Noel vừa qua thì các trang mạng truyền thông có nhắc lại cái mùa Noel 1972 mà người ta gọi là Noel máu. Ở lúc đó là bầu trời Hà Nội có một trận mưa bom của quân đội Mỹ dội xuống miền Bắc và dân ta phải chịu hứng trọn một cái mùa Noel thật là kinh hoàng. Thì cái trận đó chúng ta không thể nào quên. Ngày nay chúng ta bỏ qua một bên để mà giao thương, nhưng mà lịch sử không thể nào bỏ qua được và chúng ta cũng không thể nào quên. Khi mà người ta nhắc tới cái mưa bom và những cái hành động rất là tàn ác của phương Tây thì người ta lại nhớ nhân vật nổi tiếng liên hệ tới bom đạn, đó là giáo hoàng Pius XII. Thì trong một cái diễn đàn nhỏ nhỏ thư tín của chúng tôi thì cũng có một số anh em bàn về những cái nguồn tư liệu nói về việc liên hệ của giáo hoàng này đến cái quyết định, những cái ý định để bỏ bom lên Điện Biên Phủ để cứu quân đội Pháp. Thì có những người đưa ra tài liệu này, tài liệu kia nói như thế nào, sự tham dự như thế nào, ông chỉ đồng ý hay là ông không tích cực hay là không tích cực như thế nào đó. Thì có một người đem cái bài của tác giả Nguyễn Mạnh Quang dịch trong cái tài liệu của tác giả Avro Manhattan. Tài liệu đó là cái cuốn Việt Nam Why Did We Go? Thì có bàn về cái sự liên hệ giữa giáo hội Công giáo Hồng Y Spelman ở bên Mỹ và giáo hoàng Pio 12. Vậy thì trước khi chúng tôi đọc cái bài đó cho quý bạn nghe, thì chúng tôi cũng muốn tóm tắt về cái bối cảnh của cái mùa Noel kinh hoàng ở miền Bắc năm 1972. Kính chào quý vị khán thính giả. Nói về cái bối cảnh mà đưa đến trận mưa bom ở miền Bắc, thì tôi cũng xin nói là này, trong cái lúc đó thì Hội nghị Geneva vào giữa gần cuối năm 1972, thì cuộc thương thuyết chỉ có giữa ông Kissinger là đại diện của phái đoàn Mỹ ở tại hội nghị Ba Lê và ông Lê Đức Thọ đại diện của phái đoàn Việt Nam tại đó. Thì hai bên đã gần như là đến kết thúc, nhưng mà Mỹ ra những cái điều kiện mà ông Lê Đức Thọ không thể chấp nhận được, có nghĩa là bất lợi cho Việt Nam. Thì xin nhắc lại là cái hội nghị Ba Lê để bàn về chấm dứt chiến tranh Việt Nam giữa Mỹ và Việt Nam, thì đại diện của phái đoàn Mỹ là ông Kissinger cũng là ngoại trưởng của Mỹ, và đại diện của phái đoàn Việt Nam là ông Lê Đức Thọ, ủy viên chính trị của Ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội. Đến đó dự hội nghị, cuộc thảo luận này chỉ có hai ông thôi, là ông Kissinger với ông Lê Đức Thọ, phái đoàn của ông Thiệu Chầu Rè và phái đoàn của Mặt trận Giải phóng Việt Nam cũng Chầu Rè, nghĩa là hai đối thủ chính. Thì gần đến lúc kết thúc hội nghị thì bên phía Mỹ bị những cái nhân dân Mỹ biểu tình thôi thúc chính phủ phải kết thúc cái cuộc chiến tranh này để đem những cái tù nhân chính trị, tù nhân của Mỹ bị Việt Nam giam giữ, những người bị bắt, bị giam giữ tại Hà Nội, họ thôi thúc đấy, làm thế nào kết thúc càng sớm càng hay để đưa con em của họ đang bị giam giữ tại Việt Nam, để đem con em họ trở về Mỹ. Thế thì đang bị như vậy thì chính quyền Nixon với lại ông Kissinger tại hội nghị thì đưa ra những cái điều kiện có vẻ như là hiếu chiến bất lợi cho Việt Nam. Tôi không nhớ rõ, nhưng mà một trong cái điều kiện đó là chính phủ Mỹ đòi chính phủ Việt Nam phải rút quân đội của miền Bắc ở miền Nam về miền Bắc. Thì cái phái đoàn của Việt Nam mới trả lời công rằng là ông nói làm sao chứ, miền Nam là đất nước của Việt Nam, quân đội Việt Nam ở miền Bắc của chúng tôi là quân đội của quốc phòng, có quyền điều động đóng bất kỳ nơi nào trong lãnh thổ Việt Nam. Thì hai bên găng nhau, lúc bây giờ ông Kissinger, hình như là ông Kissinger nói rằng là nếu như vậy thì miền Bắc sẽ bị mưa bom. Rồi sau đó ông Kissinger nói rằng sẽ biến miền Bắc thành thời đại đồ đá. Ông Lê Đức Thọ vẫn cương quyết giữ vững lập trường. Do đó bắt đầu từ ngày 19 tháng 12 năm 1972 thì ông Nixon ra lệnh cho những máy bay B-52 khởi xuất từ hai căn cứ, một là ở Guam, hai là ở tại Thái Lan, nhào vào Việt Nam. Mà máy bay B-52 nó
nó tối tân hơn cái loại máy bay B-29 bộ bom nguyên tử ở Nhật Bản vào tháng 8 năm 1945. Rồi nó bay cao lắm, súng cao xạ bình thường không thể nhìn thấy nên mà bắn được. Thì đến lúc mà nó nhào tới, nó bay mưa bom không biết là mấy chục cái hay hàng trăm cái, nó nhào tới nó bỏ bom ở Hà Nội. Thằng Mỹ nó cũng không ngờ rằng Việt Nam đã có một cái hệ thống phòng không phòng thủ. Và những cái phi công của Việt Nam cũng là rất tài giỏi. Thí dụ như là ông Nguyễn Văn Bảy, họ dám ẩn trong mây để mà nhào xuống tấn công máy bay Mỹ. Rồi những cái súng cao xạ của người xạ thủ của đội lính phòng không của Bắc Việt là họ bám sát lấy những súng. Chết thì thôi chứ họ phấn nhất để giữ lấy súng nhắm máy bay địch bắn. Thì quả nhiên là cái đội phòng không của máy bay Việt Nam, tức là ở miền Bắc, với là những phi công của ta ở miền Bắc đã quá giỏi, cho nên đã hạ được rất nhiều máy bay. Trong đó tôi có nghe nói, được biết và khoảng hơn 30 chiếc máy bay B-52 bị hạ. Tức là mỗi một cái máy bay B-52 là có mấy người ở trong đó, chứ không phải là một người. Thành ra cái số mà bị hạ như vậy là nhân cái số người ở trong phi công ra thì nó thành ra cái số hàng trăm, hơn trăm người. Và rất nhiều tù binh của Mỹ đã bị bắt trước đó ở lính bộ, tất cả nó có cả mấy ngàn. Thành ra ông Nixon thấy rằng cái sự dùng máy bay B-52 để mưa bom xuống miền Bắc, để biến miền Bắc thành thời đại đồ đá không thành công. Cho nên cuối cùng phải nhận chịu cái điều kiện của miền Bắc. Thì cuối cùng thì mãi đến ngày 27 tháng Giêng năm 1973 thì hai bên cùng ký thỏa hiệp Ba Lê. Trong cái điều kiện đó là quân đội miền Bắc vẫn còn trú đóng ở miền Nam, trong khi đó thì quân đội Mỹ phải tuân theo cái điều kiện nêu lên ở trong cái hiệp ước Ba Lê 1973 đó, phải rút về nước. Cái điều kiện này làm cho ông Tổng thống Thiệu rất là bức xúc. Ông ấy phản đối, làm như vậy thì làm sao mà quân đội miền Nam đối lại được với quân miền Bắc. Thực ra thì cũng đúng, ông Thiệu là biết đấy là đúng, là vì quân đội miền Nam có thực sự có tinh thần chiến đấu đâu. Dựa vào cái hỏa lực với lại quân đội chiến đấu của Mỹ, Mỹ còn, hỏa lực Mỹ còn, thì cái chính quyền miền Nam với lại quân đội miền Nam mới tồn tại. Mỹ mà rút đi và hỏa lực của Mỹ không còn nữa thì cái chính quyền của ông tự động nó tan rã, không cần phải đánh. Có vũ khí, lúc bây giờ là vũ khí Mỹ đã chuẩn bị tăng cường cho miền Nam có dư thừa tiếp tục chiến đấu trong mấy năm trời cơ. Thành ra lúc mà Mỹ rút lui đi đó, để lại vũ khí còn tưởng rằng quân đội Mỹ có dư thừa để chống đối lại với quân đội miền Bắc. Nhưng mà khi mà tin Mỹ mà rút lui rồi á, thì các tướng lãnh với lại các nhà lãnh đạo chính quyền Sài Gòn á, bắt đầu nghĩ đến tìm cách tẩu thoát khỏi Việt Nam, không còn tinh thần chiến đấu nữa. Cho nên khi mà miền Bắc mở tấn công đầu tiên vào đêm ngày 10 tháng 3 năm 1975 ở tại Ban Hiệp Thuận, thì cái trận đó là quân đội Sài Gòn thua xiềng điếng, phải rút lui. Và ngay từ đó thì tất cả các cơ quan, nhân viên cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn cũng như các tướng lãnh chỉ huy quân đội Việt Nam chuẩn bị tẩu tán, không còn tinh thần chiến đấu nữa. Do đó miền Bắc tiến lên đâu thì quân miền Nam đã chạy trước rồi, không cần mất, không còn cái tinh thần nào chống lại quân miền Bắc. Do đó quân miền Bắc tiến vào Sài Gòn như vũ như bão, và đã chính quyền miền Bắc đã tính rằng phải đến cuối năm 1976 mới chiến đấu, mới thành công chiếm trọn Sài Gòn. Nhưng mà không ngờ nó xảy ra mau quá, vì các đâu có cần chiến đấu, đi đến đâu là quân đội miền Nam chưa đi đến, chứ không phải là đi đâu chưa đến nữa mới nghe thấy phong thanh quân đội miền Bắc tiến đến thì các anh đã rút rủ chạy rồi. Đến nỗi mà ông tướng Phan Ngọc Sang với lại ông tướng gì đó ở Phan Rang là tư lệnh tiền phương của cái chính quyền Sài Gòn ở ngoài miền Trung, thế này đang lên đường tẩu thoát, sắp đến máy bay để lên đường tẩu thoát thì đã bị quân đội miền Bắc nó chộp được. Thành ra cả hai ông Phan Ngọc Sang là tư lệnh, đúng rồi, ông Phan Ngọc Sang với lại một ông tướng nữa thì là bị giam. Thực cuối cùng nó tiến vào đến miền Nam thì cuối cùng chỉ còn có một ông tướng chỉ huy cái sư đoàn mà bao vây ở cái vùng, nếu tôi không nhầm là ở vùng Xuân Lộc, thì còn tội giữ được đâu mấy ngày rồi cũng cuối cùng cũng thua, làm sao mà chống lại được với cái sức mạnh vũ bão như là của miền Bắc.
mà miền Bắc là cái tinh thần yêu nước của ta mạnh lắm, trong khi cái lính miền Nam thì chỉ nghĩ đến chạy thôi. Nhất là cái sư đoàn của ông tướng mà bảo vệ cây Xuân Lộc đó đó, thì ông ví dụ có hăng mấy đi chăng nữa nhưng mà lính dưới quyền nó thấy rằng tất cả chạy cả thì nó cũng chuẩn bị nó chạy, thành ra cuối cùng cũng phải đầu hàng. Đó là cái lý do mà tôi tóm tắt là cuối cùng là quân đội miền Bắc thắng, quân đội miền Nam thua, là vì cả đến cái trận mưa bom để biến miền Bắc thành thời đại đồ đá cũng bất thành, chỉ vì rằng cái sự chiến đấu kiên cường của quân đội miền Bắc, nhất là cái lúc mà mưa bom để biến Bắc Việt thành thời đại đồ đá, thì cái các chiến sĩ không quân của ta rất là anh dũng và kiên cường và tài khéo để chống lại cái máy bay từ ngoài về Việt Nam vào, đó là điển hình là ông Nguyễn Văn Bảy. Và các lính đội phòng không đã bám chặt lấy những súng cao xạ để nhắm bắn cho trúng lính máy bay của Mỹ. Nhờ vậy mà cái số máy bay Mỹ bị hạ, ngoài cái mấy chục cái máy bay B-52 còn những cái máy bay khác phụ lực cho cái loại chiến đấu cơ đó cũng bị hạ, thành ra cái số lính máy bay của Mỹ hạ nhiều lắm, hàng trăm chứ không phải là ít. Do đó ông Nixon phải chấp nhận cái điều kiện mà Bắc Việt đòi ông Kissinger phải chấp nhận, đó là có lợi cho Việt Nam. Đó. Tôi không biết cái điều kiện nào khác nữa, nhưng mà nhất định là cái điều kiện mà quân Mỹ đòi quân miền Bắc phải rút lui khỏi miền Nam thì miền Bắc nhất định không chịu và giữ vững lập trường, mà cuối cùng Mỹ phải chấp nhận cái điều kiện đó. Mà vì quân đội miền Bắc ở miền Nam cho nên là quân đội miền Nam thấy Mỹ rút, tức là đã mất hết tinh thần chiến đấu rồi, do đó không cần đánh nhiều, đánh ít thôi. Nhờ vậy mà cái cuộc giải phóng miền Nam nó sớm hơn họ dự định, tức là họ dự định vào tháng cuối năm 1976 mới thành công, thì họ đã thành công vào ngày 30 tháng 4 năm 75, tức là ít nhất là 18 tháng trời. Thành ra cái đó nó cũng đi đến cái chỗ thiệt thòi ở cái chỗ cho những người dân trên miền Nam, là miền Bắc không có đủ chuẩn bị nhân sự để vào tiếp thu miền Nam, do đó nó mới có xảy ra những cái thằng gọi là 30 tháng 4 nó nhảy vào, rồi gọi là những người gọi là cách mạng 30 tháng 4 nó nhảy vào, nó chỉ điểm, nó giúp, nhưng mà nó cũng có cái lòng là ganh tị tị hiềm để mà nó thù hằn những cái người mà nó không ưa, nó mới nói là người này người nọ người kia. Thế là như tôi là chẳng hạn, là tôi là cái bị anh Đặng Văn Trí á, anh ấy là giáo viên dạy cùng với tôi, anh ấy được bám sát lấy cái bàn hiệu trưởng, thì tôi thấy anh ấy làm cái nhiều cái trò hề, tôi hay dễu anh hoài. Thí dụ như anh ra cái tờ báo thì tôi chê anh ấy đủ các thứ, anh ấy có vẻ nịnh nọt trong nó giống như là ông Hoàng Duy Hùng mà chạy theo nịnh nọt ông Nguyễn Thanh Sơn với lại bác hai bác Trường Tấn Sang, lê bác Nguyễn Minh Chiết. Thì tôi thấy tôi cứ chọc thế này nó tức quá, nó đòi nó chỉ điểm tôi, nhưng mà thằng đó lại là thằng nằm vùng đấy. Thằng Đặng, tên nó là Đặng Văn Trí, nó dạy cái môn bây giờ gọi là môn vạn vật, tức là khoa học thử nghiệm, thì nó ghét tôi lắm. Thế thì tôi không ngờ nó lại là nằm vùng, nhưng mà nằm vùng là cái thứ cách mạng bận 30 tháng 4 chứ không phải là nằm vùng cốt cán. Cho nên sau đó thì nó được bầu làm phụ tá cái ông hiệu trưởng mới ở miền Bắc. Nhưng mà rồi người ta không tin, rồi cuối cùng anh cũng phải bị thải, và cuối cùng anh ấy bị bệnh cancer, anh ấy sang bên này điều trị, anh ấy chết ở bên này. Thế là tôi lúc bây giờ là đang dạy ở kiểu thú ở Đức, tôi hay ăn ngay nói thẳng nói thật, bởi vì tôi biết nhiều cái sự kiện lịch sử tôi hay nói, thì một trong những người đó ghét tôi nhất là anh Đặng Minh Chí, nhưng mà trời phạt hết. Cuối cùng anh Đặng Minh Chí bị cancer chết ở bên Mỹ này, sang bên này điều trị Mỹ. Bây giờ chính quyền Việt Nam đó, anh có công đối với cách mạng mà nó giúp anh ấy sang bên này để tị nạn, mà anh ấy cũng có bà con anh em nhiều ở bên này đó. Đó là cái câu chuyện mà tôi xin kể đến đây là kết thúc. Là nếu mà tôi không lanh chân thì tôi ở Việt Nam là bị mệt với cái anh Đặng Văn Trí này lắm đó. Anh ấy là ghê lắm, mà anh trừng phạt thì không biết cái chuyện nó sẽ xảy ra như tôi như là đều là bất lợi cả. Đến đây tôi xin tạm kết thúc để nhường lại lời cho ban biên tập. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp và quý vị trong kỳ tới. Xin mời quý vị nghe phần 2, phần tiếp theo nói về giáo hoàng Pius 12 dưới mắt một người dân Việt, bài viết của tác giả Nguyễn Mạnh Quang. Thì tóm tắt là Hồng Y Spellman ở Mỹ được sự đồng tình của giáo hoàng Pius 12 tiến hành một cuộc vận động hành lang nhằm thả bom nguyên tử xuống miền Bắc Việt Nam để cứu nguy
cho sự thống trị của nền văn minh Kitô giáo ở Việt Nam.